Hello Universe, chào mừng mọi người đã đến với kênh vlog của Cường X. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quê, cho nên hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách rất là mạo hiểm, đó chính là bắt mẹ giảm cân. Mình không biết sau khi thực hiện cái thử thách này thì mình có bị đuổi ra khỏi nhà hay không nữa, nhưng mà mình vừa mới về tới nhà luôn, cho nên mình cũng không muốn thấy cái cảnh mà phải kéo đồ đi ngay lập tức đâu. Hiện tại là 5 giờ 17 sáng này. Đó, không biết nó sẽ như thế nào đây, nhưng mà mình sẽ hy sinh vì nghệ thuật luôn nha các bạn. Nếu mà cái vlog sau khi vlog này ra mà các bạn không thấy mình lên vlog nào nữa là các bạn biết là mình đã bị đuổi đi khỏi nhà rồi đó. Ok, cùng chờ xem cái điều gì sẽ xảy ra ha. It's time to be someone I wanna recognize. Làm gì mẹ? Hả? Đang làm gì vậy? Làm gì đâu? Bình thường mày có vận động nhiều không? Cũng ít. Dường như mình thấy là không vận động nha mọi người. Bình thường một ngày là mày ngủ bao nhiêu tiếng? Ngủ 10 mấy tiếng? 9 tiếng. 9. Bình thường ngủ 10 mấy tiếng là nha mọi người, chứ không phải 9 tiếng đâu. Ngại giờ đang ngại, chị đang ngại. Ok, thì mình sẽ lên cân cho mẹ mình xem thử bao nhiêu ký, từ đó mình sẽ tính ra cái mức calo để mà giữ cân. Đó, từ đó mình sẽ cho mẹ mình ăn tầm hụt từ 500 tới 700 calo để mà kỳ vọng sau một ngày giảm 2 cho tới 3 lạng. Thì cùng bước lên cân ha. Nhà mình có cân đúng không mẹ? Từ từ từ, cân điện thoại thấy gì mày không? Hả? Không, đâu có gì. Ok, hiện tại là không có cái gì mà người hết nha. Đây là cân nhà mình ha. Ok, cùng bước lên cân xem thử là mẹ mình nhiều ký. Đó, 55kg nha, hồi nãy mẹ nói là nhiều ký. 55kg rồi, 55kg nha mọi người. Xíu nữa mình như mẹ mình sẽ đi chợ để mua khoai lang, ớt gà, trứng, bông cải xanh, như bơ, bơ này có bơ đúng không mẹ? Ok, thì mẹ review cái tủ lạnh hiện tại là nhà mình là tủ lạnh cá gì? Bình thường mẹ ăn gì? Đó, đây. Đó, hiện tại tủ lạnh hiện tại sữa, táo, ổi, bưởi, nói chung là trái cây rồi cũng heo thì á, nhưng mà bên đây là cái Pepsi. Ok, thì hôm nay là không có ăn uống những cái món này mà chỉ ăn thực đơn của Cương X. Ok chưa mẹ? Cũng được. Ok, thì mình sẽ đi tính calo ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tính ra cái khối lượng ăn của mẹ mình cần ăn để mà giảm cân ha. Ok, ok, thì sau 20 phút ngồi tính toán thì mình đã ra được cái thực đơn cho mẹ mình theo như cái công thức tính calo mà mình đã giới thiệu với mọi người, là cái công thức độc quyền, cái tỷ lệ mà mình tự sáng tạo ra đó ở cái vlog mà cách tính calo. Ok, thì từ từ mình với mẹ mình sẽ đi chợ để mà mua cái đống này ha, để về mình hấp lên cho mẹ mình ăn. Ok, thì đầu tiên mình sẽ cho mẹ mình ăn 1/3 trái táo nha. Đây, thì đây là 1/3 trái táo theo nhiều cây thực đơn của mình đã tính nha. Giờ mình sẽ cho mẹ mình ăn. Ăn đúng rồi, táo này. Táo, ở giỏ táo có rất nhiều vitamin C nha mọi người. Ăn táo thì nên ăn giỏ. Bình thường ăn táo mẹ gọt vỏ bỏ à? Chứ không, nó có thuốc sao? Đó, thì mình đã tính ra thực đơn cho mẹ mình nè. Hôm nay là phải ăn 350g ớt gà, 100g bông cải xanh, 80g khoai lang, 1/3 trái táo là đang ăn xong rồi đó, 60g bơ, 1 trứng gà, dư 1,5 muỗng whey protein. Đó, mẹ thấy sao? Ăn nổ không? Nổ chứ, nếu mà em có nhật cường ít ăn nấu chứ sao ăn nấu. Ok, ăn thêm xem thử như này nè. Bình thường người ta nghĩ là giảm cân là phải ăn ít, kiểu như nhịn đói á, nhưng mà ăn để theo ăn nhiều á. Đúng rồi, ăn theo công thức của Cường ít là ăn nhiều nha, ăn no luôn á. Bình thường là một ngày là mẹ ăn nhiều không? Ăn ít.
ăn rau nhiều. Rau nhiều. Cá. Cá. Nước ép trái cây. Nước trái cây. Pepsi, trà sữa. Ok. Thì sau khi ăn 1/3 trái táo rồi thì mình sẽ cho mẹ mình uống 1 muỗng rưỡi whey protein ha. Ok, whey protein 1 muỗng rưỡi ha. Như vậy cho uống thuốc độc hả? Cho uống thuốc độc bao nhiêu lâu? Uống thuốc độc. Uống thuốc độc đi. Đấy, nó uống hết nhiêu đấy đi. Sô cô la á. À, sô cô la, sô cô la uống nóng á. Nóng đâu mà nóng. Cảm giác sao mày? Bình thường lạc lạc. Béo lạc lạc. Lạc lạc đúng không? Cái vị đây là vị ít đường á. Béo lạc lạc. Béo lạc lạc, uống như ấy mày. Ít đường uống tốt mà uống nhiều đường. Sao nghe nói mày uống nhiều trà sữa vậy hả? Về và uống trà sữa ra rồi uống thuốc cho. Ngon đúng không? Lạc lạc tại đâu sô cô la cứ thường uống ngọt không à, đồ đen lạc á. Đó lạc uống được đó. Mình cho mẹ mình sẽ đi chợ ha, để mua cái thực đơn về nấu ăn cho một ngày. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở chợ. Ok, đây là chợ này. Thôi lan nhiêu ký? Lan 13 nè. Chắc mua 1 ký hả mẹ? 1 ký, bán 1 ký. Đầu tiên là sẽ mua khoai lang thôi. Có kinh nghiệm nào chọn khoai lang không mẹ? Nhỏ quá nó cũng ngon mà to quá. À quá nó cũng ngon. Dừa đúng không con? Dừa đúng không? Dừa ngon đúng không? Ừ. Ăn ngang luôn. Trái thì ăn liền cũng được nè. À ăn liền cũng được. Đây là hơn 1 ký là 15 ngàn. Còn đây là... 2 nửa lạng. Còn ở đây mà 1 ký 4, 3 cho 20 ngàn. Như 4 là 20 ngàn. Nói chung ở quê là cái gì cũng rẻ nha mọi người. Cảm ơn cô nha. Bông cải xanh nhiêu ký cô? Bông cải xanh 10 ngàn một bắp. 10 ngàn một bắp? Bán theo bắp hả? Bán 20 ngàn một bắp nha. Bán vậy lỗ chết sao? 20 ngàn một bắp. 20 ngàn bắp. Bông cải xanh ở ngoài quê mình là không cần ký nha. Chỉ bán theo bắp thôi. Rồi xong cái bông cải xanh nha mọi người. Lấy con chục trứng gà tay. Chục trứng gà tay là nhiêu tiền hả? 30 ngàn. Ủa chị cho em hỏi có ức gà không ta? À có rồi nha. A few moments later. Ủa mẹ, sao mình thấy đi chợ mà không chạy vé nó vậy? Cầm đưa nó bé không vé mà chạy vé đi chợ bé không vé đi xin tiền bất là đâu có khách nữa đâu. Mẹ mình đi chợ rồi, không bao giờ chạy vé các bạn, không biết spa, không biết tàu gì hả? Ok, thì giờ hai mẹ con mình sẽ đi đây, đi nhà mình nha. Không bao lắm mà được đó, đi một hơi bỏ chân xíu thôi. Ok, thì giờ sẽ bắt đầu nấu ăn coi tay nghề của MasterChef mẹ mình nha. Been trying to take it, I said no way. Daughter saying a game, nah, don't play. You can tell my fan that I'm okay. I just got a juice like I'm OJ. They been trying to take it, I said no way. Daughter saying a game, nah, don't play. You can tell my fan that I'm okay. I just got a juice like I'm OJ. Okay, they don't got what it take to win. I've been blowing up, but I'm staying with my kin. Now they tryna be my friends, yeah. They just want some clout, shawty come and get your mans. Keep it on the low, just like an 808. I done see too many people pay for plays, yeah. Mình với mẹ mình vừa nấu xong đồ ăn rồi nha các bạn. Thì đây là cái đồ ăn mà mẹ mình sẽ ăn trong ngày hôm nay. Chia nhỏ như thế nào là mình không biết nha. Tầm 3-4 bữa. Nhưng mà miễn sao là trong ngày hôm nay mẹ mình phải ăn hết nhiêu đây. Đó là cái thực đơn giảm cân của mẹ mình. Còn đây là mình. Đó, mình cũng ăn giá giá vậy thôi. Ok thì mẹ cứ ăn đi. Chứ nhỏ sao đấy tùy mẹ. Chứ ra cho thứ ít cho. Thứ ít thôi. Ok nào, ok hả nhiều quá nha. À nhiều đó, vậy được rồi. Còn ở đây lại mình chia ra. Để cho buổi sớ chiều buổi tối nha. Rồi thì mẹ mình sẽ ăn nhiều đây. Thì bình thường mẹ thấy cái đây là nhiều hay là ít hay là sao? Quá nhiều. Quá nhiều không? Bình thường mẹ mình ăn rất ít nhưng mà vẫn tăng cân. Thì hôm nay ăn thử nhiều, hôm nay ăn nhiều. Có thử nó có xuống cân hay là không? Mẹ thấy sao? Có xuống cân hay là lên cân?
chưa biết mà chưa con thử sao biết. Dự đoán. Không dự đoán thì chính xác được. Ok, thì đó thì bao nhiêu miệng mình sẽ ăn ha. Miệng mình là sinh năm nhiêu miệng, sinh năm nhiêu? 1974. 74, miệng sinh năm 74. Ủa không, miệng đĩa con là nhiêu tuổi? 22 tuổi. 22 tuổi là cứ trong này các bạn. 21 cứ gì? Cứ xong miệng luôn rồi. 20 cứ rồi. 18 cứ. 18 tuổi cứ các bạn. Hồi xưa vậy á. 8 ra 18. Hồi nay 20. Bữa nay tuyển con dâu có tiêu chí gì không mẹ? Nói cho bình thường chứ không có tiêu chí gì vậy. Con thích là cứ thôi đúng không? Tại sao? Còn nay mà nay ví dụ như con dâu giờ ở với mẹ có mẹ chồng nàng dâu hay gì không? Không, mình phục vụ nó chứ. Tiểu ấy thiệt. Hồi xưa ví dụ như giờ mẹ chồng mày bác làm như giờ trẻ thu đầu không? Không. Mọi thời đại khác nhau mà trẻ thu gì. Người phụ nữ hiện đại à? Ừ. Phải không em? Phải hay không phải? A few moments later. Thì mẹ mình ăn xong rồi nha các bạn. Mình sẽ bây giờ mình sẽ cho mẹ mình uống một viên gọi là multivitamin để tăng cái tốc độ trao đổi chất. Như này là bao gồm rất nhiều vitamin và khoáng chất. Thuốc bổ mà thuốc độc lắm. Sao lộn vậy cháu uống thuốc độc? Nào nữa nha mẹ. Nào nữa. Thì mình sẽ chờ tầm 1 tiếng nữa thì mình sẽ bắt mẹ mình chạy bộ nha. Để tăng cường cái việc đốt calo lên. Chạy bộ tầm 40-45 phút gì đó. Đó thì mẹ mình đang chạy bộ nha mọi người. Chạy bộ là hai tay gỡ đi thật sai nha. Chạy bộ này đó. Mình để cho mẹ mình lên. Chạy bộ là dài rồi. Đó, đợt bán này là bị lệch cái chén. Lệch chén hả? Đúng. Bây giờ là 11:25. Đó. Mình sẽ cho mẹ mình chạy bộ tầm 40 phút hay 45 phút. Tầm 12:00-12:10 á. Thì giờ là 12:10 rồi nha các bạn. Chạy hơn 40 phút rồi. Các em vô đi thử phòng bắn thì thử như thế nào nè. Thấy sao mẹ? Ok, sau khi mẹ mình chạy thể dục xong là giờ tắm rửa thì giờ sẽ ăn cái bữa tiếp theo. Đây là của mình, cái này là của mẹ mình. Đó. Đó giờ chia sao? Mẹ chia muốn chia sao? Chia trứng không? Trứng chứ. Sao em chưa có trứng? Trứng dùng ít đây. Ngày mình ăn đây hay còn cái đấy mình chia lại vậy. Chiều. Cà reo vô, ấy là bữa nào cũng phải chia đều ra hết. Nó bơ bơ em luôn, em bơ luôn. Thôi vậy. Vậy được, vậy được. Hả? Ok. Mẹ em chạy thể dục hay sao? Mệt. Mệt ra đúng không? Thì kiểu như mẹ mình rất là ít khi vận động nha mọi người. Thật ra em phải như vậy không? Hả? Nhiều. Dùm con này là muốn như vậy. Giỡn đi mẹ, giỡn nha. Thôi giữ gần giỡn đúng không? Thôi giỡn đúng không? Ủa cái gì nhanh vậy? Tâm hả? Chẳng nghe, em nghe lắm chứ. Mẹ mình xong nha các bạn, quá nhanh luôn. Ok, mình đã ăn xong rồi các bạn. Ăn bữa quá. Thì mẹ mình đang ăn bữa thứ tư ha. Ăn xong thì mẹ mình sẽ đi làm. Đó. Mẹ thì mới ngủ dậy thấy sao mẹ? Ngủ đã đúng không? Ngủ không. Thì đây là sẽ là cái bữa cuối cùng. Thấy mẹ mặt mẹ nhờn chưa ạ? Ớt. Có một chút ớt. Ok, thì mẹ mình đã xong cái bữa ăn thứ tư rồi nha mọi người. Chắc chơn luôn. Đó. Có biểu cảm nghĩ mẹ. Ngồi ớn hay còn gì nữa không? Đứng hình luôn à? Đứng hình à? Thì trong lúc chờ mẹ mình đi làm thì mình sẽ đi tập. Ok. Hẹn gặp lại mọi người ở phòng gym. Hiện tại mình đang có mặt tại phòng gym mà mình thường tập ở quê nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tập luyện và sau đó mình sẽ đi ăn bò nướng tảng sốt trứng muối. Ok, cùng tập luyện với mình nào.
nhận ra con không? À, không nhận, tôi nói đụng bên số ốp chứ hả? Ủa, chú là giờ nay nhiêu tuổi không? Chú à, chú này năm 9 à. Năm 9 rồi các bạn thấy không? Mẹ đẻ 60. Mẹ đẻ 60 á, 60 tuổi mà dài các bạn. Thấy cơ bắp không? Được. Quá là ngon luôn, ý là cả nhận ra con không, nhận ra đúng không? Không nhận. Không nhận ra luôn. Tụi mấy bữa trước thấy mập. Mập đúng không? Mập đỡ tóc da đúng không? Ờ, đúng rồi đi. Đồ ốm tôi nhìn không ra. Con má giảm cân xong là lập kênh YouTube á. Không, dây đẹp này. Dạ đúng không? Chứ được, tôi nói mày như con tao giờ, ông giờ được mập tròn. Ồ, đây 9 mấy ký mà. 9 mấy ký? Ủa không, con chú là mấy cái tay mấy ký rồi mẹ? 76. À 76 ký. Đồ mà ông vô ông đi làm mà kỹ sư hả? Đồ mà giờ ông mà 9 mấy ký mà. Ồ, tao ốm. Em chú tập gym được mấy năm không? Tao tập gym hồi mày năm 96 à. 96 tới giờ luôn? Ủa là hai mấy năm hả? Cái sao? Tập gym hai mấy năm này các bạn, thấy cái được không? Hai mấy năm nhưng thật ra sau này chuẩn bị đau lưng. À đau lưng. Nghỉ 10 năm. Nghỉ 10 năm vậy là còn 12 năm. Thì năm 97, năm 97 tới năm 2007 là tao hết tao đau lưng, bớt đau lưng mà là tao tập lại. Vừa đi làm, vừa đi làm, vừa tập chứ phải tập thường xuyên như bọn bay đâu. Bây giờ bạn chú là dè hơn chú hết đúng không? Dè hơn chứ. Dè hơn đúng không? Nói chung anh cứ làm anh ra có sức khỏe. Mà một tuần chú tập thường tập mấy ngày? Tiếp chú rảnh chú tập kẻ thường, bình thường luôn là chút luôn. Từ 2 đến 7 luôn. Ồ. Vậy sao? À, bí quyết cho trẻ của chú nha, mọi người có học tập nha. Trừ trường hợp là mình đi công tác mình nghỉ thôi. Dạ dạ. Tụi mình mơ thể dục là mình hạn chế ăn uống, nhậu nhẹ. Thấy chưa? Dạ. Còn mình mà mơ mong đây thì đương nhiên là mình là phải rồi ăn uống kỹ lưỡng chứ được, nó phù hợp chứ nó. Dạ. Mình mơ mong đây mình uống bia thì sao cũng như mình mua đồ xuống biển. Má bữa thấy chú đang hình uống bia này. Đồ mà lâu lâu cả sang nửa uống mà bốn lon bia còn. Ok ok. Dạ cảm ơn chú ạ. Đó, bí quyết chị đẹp của chú là tập gym suốt mười mấy năm rồi nha các bạn. Mặc dù 60 tuổi nha, nhưng mà cái body rất là ngon. Đó, rất là trẻ luôn ạ. Sau khi tập luyện xong á, giờ mình sẽ đi ăn cái món là bò nướng tảng sốt phô mai nha. Nhưng nói ở đây cái món đó mới nổi á, cho nên mình ăn thử nó ngon cỡ nào ha. A few moments later. Thì mình kêu là một bò tảng sốt cho muối, một mì trộn gà xé xe xíu, trứng lòng đào tóp mỡ với một Pepsi và một bia ấp. Ok. Sau khi đánh chén nó nê xong á thì mình sẽ về nhà xem thử cái công cuộc giảm cân của mẹ mình như thế nào ha. Kiểu như là đi ăn uống nó nê ngon nghẽn các kiểu á, ở nhà bắt mẹ ăn đồ giảm cân ăn khổ chết bà luôn. Ok thì về nhà xem thử mẹ mình như thế nào ha. Thì mình vừa mới đi ăn về á, giờ mình vào xem thử mẹ mình làm gì ha. Làm gì mẹ? Ăn chưa? Ăn chưa? Chưa. Đây, ăn cái bữa cuối đi. Kết thúc cực hình. Nè. Bữa cuối của mẹ mình nè, đó. Đấy, kết thúc cực hình đó, những cái miếng ăn cuối cùng. Em gần ngay là những miếng ăn cuối cùng. Giờ cho mẹ ăn một tháng, mẹ chịu nổi không? Không. Ớ liền gì? Ớ liền các bạn. Đó, kiểu như là mới đầu ăn theo thập đơn này là rất là ngán nha, nhưng mà ăn cỡ tầm 1-2 tuần là nó quen là ăn được liền rồi. Cho nên cái bước khởi đầu lúc đó là cũng là bước khó khăn nhất. Đó, giờ mình ăn dở quá, ngồi xí thì về em không nuốt vô nổi lắm mà. Muốn bữa nào cho thử kiểu xe sinh tố ở ghe không? Thử xem cái kết quả vào sáng mai như thế nào ha. Thử cái giảm được ký nào hay là tăng ký. Nghi là tăng ký lắm á. Mày thấy sao? Cũng nghi đúng không? Em nhiều sợ tăng ký đúng không? Tại sao? Ok, thì xin thử ngày mai như thế nào anh. Mẹ bên em cầm hết rồi nè. Đó, một miếng cả bông cải xanh cuối cùng em luôn nè. Đó. Ok, xong. Có tốt. Chào bạn. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai ha, tôi thử cái cân nặng như thế nào. Lên hay là xuống, mọi người thử dự đoán xem.
Hello Universe, thì mình vừa mới ngủ dậy, giờ là 4 giờ 29 phút ngày hôm sau đây nè. Đó là ngày 23 tháng 7 nè. Thì mẹ mình cũng vừa mới ngủ dậy luôn. Thì giờ bây giờ sẽ lên cân xem thử là giảm được bao nhiêu ký hay là tăng ký đó nha mọi người. Mẹ, giờ sao? Có tâm trạng gì không? Có hồi hộp gì không? Không. Ok, thì bây giờ sẽ lên cân xem thử bao nhiêu ký ha. Từ từ nha. Hôm qua là 55kg1 nè. Wow, 53kg. Hơi sao vậy? Nhắm chỉ thôi nha. Ngon lành chưa? Ngon lành hả? Kinh khủng thiệt, không ngờ là tao giảm. Kinh khủng vậy, là giảm được nhiều ký này. 1 ký 2 nha mọi người. Kinh khủng thiệt. Là mình chỉ chắc ăn hụt tầm ăn hụt 600 calo thôi mà giảm 1 ký 2 nha. Mình nghĩ chỉ tầm là giảm tầm 2-3 lạng thôi mà giảm 1 ký 2 luôn á. Ok, thì trước khi kết thúc cái vlog thì mình có 3 điều mình muốn nói với mọi người. Cái điều thứ nhất là mẹ mình là một người ít vận động cho nên có tốc độ trao đổi chất rất là kém, cho nên là mình tăng cái tốc độ trao đổi chất của mẹ mình lên bằng cách là bắt mẹ và mình vận động. Cái thứ hai á là bình thường như mình nghĩ là ăn kiêng thì phải ăn ít để mà giảm cân, nhưng mà thật ra phải là ăn khoa học đó, ăn một cách thật đơn đúng thì vẫn giảm cân bình thường, bằng cách là mình cho mẹ mình ăn mặc dù ăn rất là no nhưng mà đó vẫn giảm cân nha mọi người, giảm 1 ký 2 luôn. Cái thứ ba á là mình muốn khuyên mọi người á là khi mà giảm cân á thì phải kết hợp ăn kiêng với tập luyện. Thì đó là ba cái mà mình muốn nói với mọi người nha. Mày cắt đâu, mày cắt lại thôi. Vẫn là 53kg nha mọi người. Kinh khủng. Thường thì ăn theo cái tập đơn thì là mấy cái tuần đầu là chắc là giảm rất là nhanh. Ok. Sometimes I find I switch off and I start to drive the streets that no longer are my own.